Hello, chào buổi trưa cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh tức của Tim Mặt Quốc Bảo La Cà. Và hôm mấy ngày nay, hôm qua nay là team mình đang thi công vẽ cho một quán cà phê sân vườn mà đang chuẩn bị những cái giai đoạn khai trương cuối cùng để mà khai trương vào hôm nay là 1 tháng 6 năm 2021. Quán cà phê mình đang đứng là The Coffee Garden, ngay ngã tư đường Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, ngay tại khu phố 5 thị trấn phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Đây đó. Thì mình thấy quán cà phê này chủ đầu tư rất là nhiều, mà team mình đang vẽ trong đó. Đây, có thể xem qua nha. Đó, mình đang đứng ở trên nè. Phía sau lưng của mình là ngã tư đó, đường Lý Thường Kiệt nè, đó đường Hùng Vương. Rồi, cả nhà cùng mình vô xem những hình vẽ mà team mình vẽ nha. Sẵn đây nhìn sơ qua không gian của quán cà phê nè. Đây, những anh thợ đang làm những cái mái che ở trên kia. Mình nghĩ chắc khoảng vài ba ngày nữa là quán sẽ khai trương. Mình đang ở trên lầu 1, như trên đây còn một cái tầng nữa nè. Rồi ở dưới tầng trệt thì ngày hôm qua là mấy bé thì mình đã vẽ xong dưới tầng trệt. Wow. Nói chung là quán cà phê này mình nhìn sơ qua những cái bối cảnh trang trí này với nhà vệ sinh này kia là dự là đầu tư rất là nhiều tiền đây. Mà chủ nè của quán cà phê này là quán Quang HD mà nổi tiếng ở Phú Quốc đó. Đây, đây là phòng lạnh của phòng 1 nè. Không gian quán này rất là rộng nha. Các em yếu rồi, các em phải luôn trong cái tâm thế sẵn sàng, đúng không? Mình là người mình làm nghệ thuật, mình là những người có thể nổi tiếng mà mình luôn tâm thế sẵn sàng. Nhìn kỹ nha. Những bức tranh tường bình thường mình sẽ vẽ trên cái mảng tường bằng phẳng, nhưng mà mình dòm đi, cái mảng tường này là không hề đơn giản. Mình thấy nó đâu có bằng phẳng đâu, nó gồ ghề đâu, vẽ khó lắm nha. Tuy rằng nhìn sơ là những tranh trắng đen đó, nhưng mà vẽ trên cái mặt không phẳng. Thấy không? Đây là mấy tranh ở dưới tầng trệt tại quán cà phê nè, mà ngày hôm qua mấy bé thi mình vẽ trong một ngày hôm qua. Đó. Đây, mình đang đứng dưới tầng trệt của quán nè.
Còn đây có thể nói là tranh vẽ nhánh cà phê hiện tại là độc nhất Phú Quốc. Tại vì căn cứ theo hình vẽ và trưởng team của mình còn sáng tác thêm, cho nên là gọi là không có vẽ hoàn toàn 100% theo cái hình mẫu. Là nhánh cà phê được vẽ bởi tư bản Phú Quốc La Cà, nhánh cà phê có 102 tại Phú Quốc này. Tổng thể bức tranh ở dưới tầng trệt của quán cà phê The Garden Coffee House mà team mình đã hoàn thành trong thời gian là 3 ngày 2 đêm. Bây giờ là 4:25 sáng của đêm thứ hai, còn 2 bức tranh ở trên lầu nữa. Để ngày mai mình sẽ quay 2 bức tranh đó nữa để cho trọn vẹn cái video này. Đây chính là một trong 2 bức tranh ở 2 mảng tường ở trong phòng lạnh của lầu 1. Tranh này đã hoàn thiện rồi nè. Đây, nhánh cà phê rồi những cái biểu tượng liên quan đến cái quá trình để mà tạo nên cái hạt cà phê.